Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Quán hôm nay của hai chị em sẽ bán cái món đặc sản Châu Đốc là bún cá, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Dạ, thì sáng sớm hôm nay thì hai chị em chuẩn bị sớm về đem ra ngoài đường lộ bán cho cô chú ăn để đi làm. Đây cái nồi nước, nồi bún của mình đây. Trong đây thì có huyết, có thử xả nữa cho thử cơm dạ. Thơm, đủ các loại rau luôn. Cái này đậu đũa, bắp chuối, giá, rau muống. Cái này bún, cái đó đầu cá. Bên kia là chả cá với cá mình đã thử rồi. Cá đã thử xong, sẽ để rau găm lên. Giờ bắt đầu hai chị em mình sẽ bán. Giá là sao bác Chính? Tí mới đi hả bác Chính? Hả? Chút nữa mới đi hả? Dạ. Đi ra cậu. Ừ, để vô đó. Dạ. Này. Bữa phở sẽ để cho cá với cá vô. Rất là hấp dẫn. Buổi sáng có tô bún cá nóng hổi, hết sảy. Chú Bảy ăn tô luôn phải không chú Bảy? Dạ, con gửi cho bác Chinh. Dạ, bác Chinh ăn ngon luôn. Bún này nhờ nhiều rau nó ngon. Đây này của chú bà. Uống cá không ba ơi? Dạ. Dạ. Dạ anh gửi cho chú bà. Tới của chú Bảy. Dạ. 10.000 một tô. Nha. Để xíu em nha. Gửi cho chú Bảy. Để ớt rồi đồ niêm đến đó nha mẹ. Chú Bảy. Không gào gì hết phải không bác Út? Giờ này tới ông Sáu rồi tới ông Bà. Đây được cái cảm ơn. Dạ, con gửi ông Sáu. Dạ. Còn ông Ba nha chị. Rồi. Đi. Dạ, bác Út. Cảm ơn bác Út luôn. Đấy cho bác Út. Xong tới ông Ba liền. Dạ. Dạ có cái hộp để con để vô cái hộp nó chín. Dạ. Dạ ông con để. Dạ. Cảm ơn bác Út luôn. Thôi nóng chín rồi cút cái đầu đây rồi ta ăn tới 5 ly tới đây. Hôm nay có đầu cá rất là ngon luôn. Mua đánh lên trời ai mặn mặn cho tôi ăn nữa nè, tôi đói rồi. Rồi. Dạ, dạ. Ngồi ăn được chứ mỡ này lắm. Hai tô thôi chú Nam. Đầy tô, đầy luôn rồi. Còn dạ. Dạ. Chị ngồi đây. Ngồi ghế này mới được. Còn chú Nam. Dạ. Mai có ghế chất lượng rồi đó chú Ninh ơi. Đợi con xíu nha chú.
Dạ này có tới ổ của ông ba ở đây nè, chắc ông ba ở đây. Này ba. Chú Năm trong bàn đó rồi tới tới hai chú Năm. Chú Năm một hai người. Còn hai người nữa thôi ba. Chú Năm đợi con chút nha. Ngồi ghế đi chú Năm. Ngồi lại. Ừ. Chú ngồi xíu. Chị đã à. Quá ba bây giờ ghế này là thời về cuối luôn. Dạ. Này tới của chú Năm. Dạ con ngồi. Có đũa muỗng cho ớt này. Có chú Ninh hay gì? Có chú Ninh. Ăn đồ cá, chú Ninh có đồ cá rồi chú Ninh. À. Dạ, vậy để đầu cá chung với cho chú Ninh luôn hả tô ghiên? Để tô ghiên đi, để trụng đi. Dạ. Đây vậy, con gửi chú Ninh luôn. Tới cửa chú Năm. Chú Năm hai tô. Dạ còn hai, được hai tô. Hai tô đủ cho chú Năm luôn. Dạ nước me với ớt. Dạ có nước mắm me trên bàn với ớt. Dạ. Rồi, một tô. Đầy một tô nè. Dạ 15.000, có cái đầu thì 15.000. Không có cái đầu thì 10.000 dạ. Rồi đợi con chút. Nóng nha, nóng thổi luôn. Ôi. Chú Năm ơi, cẩn thận nghe chú Năm nóng lắm. Thơ luôn rồi. Có cái dĩa không chú Năm, nóng dữ lắm luôn á. Này của chú Năm đúng không? Của chú này đang đứng đợi nè. Năm rồi chưa? Dạ. Dạ ngồi bàn đi nha chú. Dạ 40 chú ba. Con ghế. Cảm ơn chú ba luôn. Cô Hai ngồi ghế nha cô Hai. Cô Hai đợi con chút. Chàng chàng nha. Thôi chị ghế chứ. Dạ cô Hai vinh lên. Thấy em lại 5.000. À, cảm ơn em. Chú nào đầu cá thôi. Chú bên đây nè. Vậy giờ tới ai thôi? Tới cô Hai nè. Trả tiền tới bốn. Dạ 10.000. Nghĩa chú Bảy lên luôn. Chú Bảy chụp tiếp chị con. Chú Bảy chụp ra tiếp. Quên tô cô Hai. Trong bàn còn mấy tô nữa? Trong bàn còn 2 tô nữa. Dạ. Có ai ăn đồ cá thì kêu con thải vô giùm chị thôi. Thả đồ cá vô. Để em thả ngay góc bên đây nha chị. Rồi. Ba đồng. Cá phải là cá thì. Dạ 10.000 đúng không? 6 rồi. Nhiều tô. Dạ 10.000. Hai đồng cá còn thiếu luôn. Dạ vậy là 6, 30.000. Rồi con cảm ơn ông Sáu luôn. Dạ, con dễ cô Hai. Dạ, cảm ơn cô Hai. Dạ, làm cho bà Sáu con tô luôn. Để con xíu con Sáu làm cho hai chú trên bàn chứ. Để cho chú trên bàn cái. Dạ, bà Sáu ngồi đó đi rồi hồi con đem qua. Định để quyết không nha. Dạ, không quyết thôi bố. Rau đầy đủ luôn không bố? Thôi lấy cái hộp múc qua, múc nữa thôi, múc cái đầu cho mới chín không? Dạ 10.000 bố thôi. Dạ. Chín là 15.000 đúng không? Dạ. Có đầu cá 15.000.
Này có bổ không có ăn quýt. Ủa gì nước đủ không? Thêm mất chín thêm hộp nước nữa chị. Được rồi. Rồi chị lấy một cái. Dạ 10.000. Rồi con cảm ơn chú Năm luôn. Tôi có bổ không ăn quýt hả? Không, không có quýt. Rồi, cảm ơn bổ luôn. Được không anh bạn? Để rồi. Thế thì bác chín nước đi chị. Cho bác chín. Dạ, cảm ơn bác chín luôn. Này của bà Sáu. Dạ, 10.000 à bà Sáu. Dạ, rồi cảm ơn bà Sáu luôn. Rồi tới cho Nhung của chị. Dạ. Đầy đủ hết rồi không? Dạ, con gửi cho bà Sáu luôn. Cảm ơn bà Sáu, tôi dừng xe ạ. Cô bắt Năm á chị. Dạ. Ngon không chú Ninh? Đây. Bún cô ơi, bún cá. Dạ có. Dạ. Dạ. Rồi, dạ con gửi bắt Năm. Dạ. Cảm ơn Năm luôn. Ba bọc hả cô? Gì vậy bọc chết hả chị? Ba bọc mà đừng có để rau muống nè. Dạ, không rau muống hết không? Cái này là một tô của thứ bảy trước không? Dạ. Ba bọc nhiêu? Dạ 10.000, 10.000. Ba bọc 30 hả? Đầu 5.000. Cô đặt đi. Đầu 5.000 hả? Dạ, dạ. Đó, bỏ 30 đó nghe. Là 3 tờ đó. Chị thấy 30. Chị mua nhiêu mấy mấy tờ? 3 bọc. Ba bọc đâu không? Rút hạt 3 đầu đi. Rồi. Đi đâu? Không phải quất hết á. Ai cơ thế? Chị nhớ bỏ miếng ớt cơ mà. Em nói cô kêu không gì ta không có muốn phải không? Không, bỏ giá không. Chỉ giá thôi phải không? Dạ 3 bọc luôn hả? 3 bọc luôn giá không à. Ủa, có ông ba 10.000 không ba? Dạ, con cảm ơn ông ba luôn. Bốn rồi. Hả? Dạ. Mua bốn. Bốn cá thôi. Lấy cái bọc thôi. Này là nước chung một bọc mà. Ở đây, tới đây nè. Nghĩa rồi. Ngủ. Mới nghe. Dạ. Ở quên á. Này có cô. Lấy sẵn cái bọc luôn thôi, để này vô luôn. Để nước chung luôn hả chị? Riêng, riêng. Ba tô hả? Dạ. Ba tô. Có đầu cá hả? Có đầu. Phải là 15.000. Phải không? Dạ còn 10.000 nữa. 10.000 nữa. Dạ 10.000 nữa. Bởi vì con nói rồi sao mà dữ vậy? Cô cô để nước chung nha con. Nước chung phải không? Nước chung nè. Với cô ăn liền. Dạ. Mạnh xuống. Ờ, cái tay ở trên á. Quá chưa chưa chuyên nghiệp. Rồi, con để cho đi. Anh lại này còn giảm còn một bịch nữa thì bảy mày đi. Bịch kia. Bịch này, này đây đúng rồi giá. Giá. Rồi luôn. Bịch nước trắng nữa hả mày? Dạ, dạ, bún cá cô ơi, 10.000 một tô. Hai ở hai nhà rồi. Dạ, dạ. Rồi kìa, con mở. Ê, bảy cho con ấy kia đi. Rồi, kia đây. Ba người, ba bọc. Rồi luôn. Cô mua bọc luôn hả gì cô? Ừ, cho cô bọc mua bún nè. Nước kiêng đi cho. Nước kiêng phải không? Dạ. Dạ. Sáng này chưa ăn đâu.
Chị lấy ớt không chị Hai? Hỏi dạ, để con xíu. Để cao chứ đúng trong tập không? Rồi, bảy đưa luôn bảy. Dạ, cảm ơn ạ. Mỗi lần bán đồ ăn sáng là phải có thêm 7 phụ mới được ra. Hai người là không kịp luôn. Rồi, đấy nó chung cho cô. Ở xuống dưới lấy cậu. Bán mỗi ngày hả? Dạ, lâu lâu hai chị em mới bán à. Chú Ninh ăn à, ngon quá ha chú Ninh. Ngon mà rẻ hả? Nó quên cái đầu. Vậy thôi con để bọc riêng cái đầu cho. Cái này cho cô. Bỏ vô trong cái bọc quay sách đó. Dạ vậy là 15.000 à, 15.000 và 10.000 đấy đầu. Dạ. Dạ. Dạ một bọc 10. Cảm ơn chị lấy hai cái đầu luôn thấy gì? Một cái đầu 5.000. Một cái đầu 5.000 á. Dạ. Rồi, lỡ vô luôn. Là thêm cái đầu này đúng không? Hai cái luôn. Cho bỏ hai. Cho một cục bún với hai cái đầu luôn. Bún cho hai. Okay, để thêm rồi để vừa bún bắt hai ơi bún cá bún mì đừng có để bắt có hai chỉ giá thôi à. Dạ chung răng này ha. Rồi chung cho bảy đi. Dạ rồi nhiều dạ 15.000 có đầu cá ngon mà rẻ nữa. Dạ cảm ơn chú Ninh nhiều luôn. Ủa lúc này chú trễ ta hay là tại tụi con sớm bữa nay hai chị em bán sớm một chừng nữa thôi có tết rồi. Dạ đây con. Là con gửi cho bác Hai. Bác Hai hả? Thế để đi nhiều cá mà cá nhiều. Dạ. Bạn ngồi luôn dạ, đi cho chú không ít nha chị. Có làm ít nè, làm cho chú ít. Dạ bánh ha. Dạ. Nay chúng muốn khóc luôn. Cái này quá á. Dạ. Rồi. Chị thêm bảy ăn sao luôn ha. Ừ, dạ. 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 Dạ, anh gửi cho chú luôn chú. Ồ, nóng quá chú. Dạ, còn một cái đầu ở trong nồi. Để ưu tiên là chờ thêm bảy. Dạ. Chung nước chung hay riêng chung luôn phải không? Lớn thì nó giá với đậu thôi. Để mừng vào mình quán. Gửi tôi bún có ớt gì ở bên kia nữa kìa. Rồi cho kể tiền luôn. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ. Đó, có. Dạ là 109. Hết tiền rồi nãy còn lẻ như cứ hết rồi. Dạ rồi. Đúng rồi để cái đi thôi chị để nước cho nè. Cái này cô để nước chung. Ok. Lấy cái bịch giùm em nha chị. Dạ giờ chị trụng đi cho anh tư đi làm hả? Thấy ớt nữa không? Thôi thôi. Tại có rồi. Bà thấy ớt. Dạ cảm ơn. Anh. Đi vô đây nha. Dạ. Là em lỡ thấy cao nhiều rồi. Lần nào mai mốt hiểu ý của anh Nhật là lại làm ít ít. Dạ rồi. Dạ rồi, em gửi cho. Này tô này cho thêm 7. Thêm rau. Tô thêm 7 thêm rau. Thứ 7 là phải ăn rau gì nè. Rau gì nó mới hấp dẫn. Rau nhiều nó ngon. Của bác Hai là ăn no tới trưa luôn bác Hai. Dạ.
Chị rung tay luôn, cầm của tôi phải rung tay luôn. Nãy giờ em bảy chị bàn quá nhiều để cho em bảy tôi ưu tiên đặc biệt luôn. Một tô đặc biệt. Dạ. Hai cái đầu cá của em bảy luôn nè. Chị em bảy cái đầu cá. Đầu cá nữa hả? Dạ. Đầu không. Nhịn đói quá. Ăn no tới trưa luôn. Còn một tô của anh đem về. Còn một ít nữa là cũng hết trụng luôn à. Gạo với bún trước để vô sẵn. Này là thêm trả thêm tô bắt hai là 10.000. Từ 10.000 hết lên 240. Dạ, đẹp sao. Dạ. Okay. Cái này tôi để cho anh, để vô cho bà Tư mua hai bọc. Dạ, để này luôn cho anh luôn. Cảm ơn anh luôn. Cảm ơn nhiều luôn. Bây giờ còn một tô nó cũng hết luôn rồi. Hai chị em bán cho chú Điệp. Này bán nồi bún cá quá trời đắt luôn, hết trơn rồi. Tô hấp dẫn được tiên luôn. Chú có dạ, ăn gạo thêm còn gạo này nghe chú. Bự luôn nha. Dạ, dạ đủ muỗng chú. Cũng hết luôn hai chị em bán. Quá trời tiền luôn. Sáng tiền khói của mình 50.000. Chú Hiếm cứ ăn tự nhiên. Dạ, dạ hai chị em bắt đầu đếm tiền rồi. 50.000. Quá trời tiền rẻ luôn. Quá trời luôn, khối luôn. 200, 202, 204, 206, 208, 209, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 375 ngàn. Nhìn muốn 375 ngàn. Dạ thì hôm nay hai chị em nấu nồi bún cá bán, bà con cô bác rất là thích luôn. Hai chị em bán cũng được 300 mấy chục ngàn. Dạ thì video của hai chị em ở đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.